Dân hái cà chuyên nghiệp, hái 2 năm mà. Hái một ngày là cả triệu bạc á, 999 ngàn, còn ngàn nữa cũng chịu. Kéo rồi, kéo ngao nữa coi. Tao khói tàu ngươi ngút rồi. Ôi ơi, ở trên này cũng xong nhánh rồi nè, tiếp tục nhánh thứ hai. Ngồi là không được. Đổi tư thế, đổi tư thế ngồi. Ngồi tư thế hoài mỏi quá. Lát mà sợ, sợ lát. Hướng dẫn cách hái cà. Hái cà là phải cầm cái trái cà, cầm cái đọt cho cứng, vịt cho mạnh. Tay đây, từ từ thọt vô trái cà, bóp khều khều trái cà thử coi nó cứng hay mềm. Nếu mà nó cứng á thì mình bóp một cái, còn nó mềm á thì mình tuốt. Đó, cà phê là vậy đi. Cà phê này là cà phê dùng Trung Nguyên, dùng Cao Nguyên. Là cà phê này á mình hái phải cho cưng, hái mạnh là bị chặt là cà phê nó bị đắng. Mình hái cho nhẹ nhàng, hái ngọt, hái nhận như tay bóp trái cà phê y gan là bóp vú gì đó, nhẹ nhẹ thôi, nên ngỏng đó, nhẹ nhẹ, hái mạnh quá giật đắng. À, dùng Cao Nguyên, cà phê Cao Nguyên là phải hái vậy đó. Chết mẹ, khoan, xin tì 5 phút, ngồi đi thuốc. Nói chuyện nhiều, nước miếng nó vô, bị ướt đi thuốc, tắt. Ở đây là chuyên nghiệp mới hái được như vậy. Chứ ở, còn mà nghiệp dư là... Ở trên ta, núi này quẹt bắt bụm lợm được, quá gió. Người ta nghiệp dư, người ta lên hái là... Lần đầu tiên ta hái là ta phải hái từng trái. Còn ở đây là chuyên nghiệp mới hái được vậy. Đáng ra cà phê này hoặc là phải lặt xuống nhẹ nhàng, để cho nhẹ nhàng, để nó dập. Nó dập cà phê là đắng. À, cắt cái thuốc lên đừng để cho cháy trái cà phê. Khoan ăn thử đi. Được, cà phê này có hậu ngọt là ở trong nhưng nó ngọt, nhưng nó không, nó thơm ngon. Vậy mình mới hái. Không được tuốt mạnh quá, tuốt mạnh quá là nó bị giật trái cà phê nha các bạn. Hái nhẹ nhẹ thôi, cằn là bỏ xuống luôn. À, vậy đó. Tuốt cái gì, tuốt nhẹ thôi, đừng bóp mạnh. Bóp mạnh là cũng như trái dúm ở bãi trái tràm vậy đó. Bỏ nhẹ xuống. Là trái cà phê nó giặt tan nát vậy đó. Tan nát rồi, gọi là tan nát đầu qua đó. Đó, bỏ nhẹ xuống. Cà phê chín chừng nào bỏ nhẹ chừng nấy càng tốt. Đó. Đó, thấy không? Bóp mạnh chút xíu là ra nước rồi, thấy không? Không có được, không có bóp mạnh được. Bóp mạnh nó ra nước tối ngày luôn á. Bóp nhẹ nhẹ thôi. Thấy không? Vậy là các bạn biết hái cà phê là cái gì. Chúc các bạn thành công nha. Bye bye.